Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, tổ tiên báo mộng, được lộc trời cho, gặp may hốt bạc đổi đời. Tiền bạc ào về như nước lũ, giàu nhanh chóng mặt, đúng trong tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Quan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 thân mến, mới đây nhất khi xem vận mệnh của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, các bậc thầy tử vi cho biết, bước sang năm tháng cuối năm 2024, anh chị tuổi Nhâm Tuất sẽ đón nhận thiên mệnh đổi vận sang giàu. Chỉ cần chuẩn bị trước được điều này là mọi khổ đau trong đời lập tức hóa thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy, vận trình của người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 sẽ diễn biến ra sao trong năm tháng cuối năm 2024 này? Bản mệnh cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý điều gì? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi chia sẻ chi tiết ngay sau đây. Xét tổng quan vận trình tử vi trong năm tháng cuối năm 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Năm tháng cuối năm 2024 có thể là khoảng thời gian nhiều thử thách và áp lực cho những người tuổi Nhâm Tuất. Các Nhâm Tuất cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khó khăn, biến động và cả những bất trắc nữa. Trong năm tháng cuối năm 2024, mọi việc mà Nhâm Tuất muốn đạt được đều phải đổ mồ hôi công sức gấp nhiều lần so với năm cũ. Cảm giác kiếm tiền chật vật có thể khiến Nhâm Tuất nản lòng, nhưng đừng từ bỏ nhé. Hãy nhớ rằng, chỉ cần kiên trì thì vẫn sẽ vượt qua được những trở ngại này. Về công việc, Nhâm Tuất có thể gặp nhiều trục trặc và thách thức. Trong năm tháng cuối năm 2024, các mối quan hệ xã giao của Nhâm Tuất cũng có thể gặp vấn đề do tiểu nhân quấy phá. Nếu có cơ hội thăng tiến thì cũng không rõ ràng, Nhâm Tuất sẽ phải rất cố gắng mới có thể đạt được. Về tài chính, năm tháng cuối năm 2024 có thể mang đến những thách thức, đặc biệt là đối với người làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, không nên quá lo lắng, hãy cố gắng hết mình và mọi chuyện sẽ ổn định, vận trình sẽ cải thiện hơn. Vào năm tháng cuối năm là thời điểm đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực tình cảm của bản mệnh tiến triển một cách hài hòa và đặc biệt. Nhâm Tuất luôn được người thân quan tâm và thấu hiểu. Chính điều này đã tiếp thêm động lực và sức mạnh để Nhâm Tuất đối mặt với những khó khăn và cố gắng tiến về phía trước. Đặc biệt năm tháng cuối năm, sức khỏe của Nhâm Tuất có dấu hiệu suy giảm, chủ yếu là do phải chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Hãy cố gắng duy trì trì nếp sống điều độ, khám chữa bệnh khi cần thiết và tâm sự với người đáng tin cậy để cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, Nhâm Tuất cũng cần phải đi lại cẩn thận để phòng họa huyết quang. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, cục diện tương hại sẽ gây ra cho tuổi Nhâm Tuất không ít sóng gió. Bạn cần phải nhắc nhở mình cố gắng không đầu hàng nghịch cảnh,
Bởi vẫn sẽ xuất hiện những cơ hội. Nếu bạn nắm bắt đúng lúc thì hoàn toàn có thể biến nguy thành cơ hội khẳng định giá trị và vị thế của bản thân mình. Thời điểm này, các mối quan hệ của bản mệnh gặp phải nhiều khúc mắc, thậm chí có người rơi vào cảnh bị người thân, bạn bè phản bội vì lợi ích. Đối diện với tình trạng này, bạn có thể thất vọng nhưng đừng quá bi quan, hãy coi đây là cơ hội để mình nhìn nhận rõ ai là người tốt, ai là kẻ xấu và không cần tốn thêm thời gian cho những mối quan hệ không xứng đáng nữa. Hãy tập trung vào các nhiệm vụ của mình và đừng dành quá nhiều thời gian để oán trách. Càng có thái độ tiêu cực, bạn càng dễ mắc phải lỗi sai. Ngược lại, nếu giữ trạng thái tích cực, con giáp này có thể nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn. Tháng này, có thể bạn sẽ phải khá vất vả, song kết quả chưa thể thấy rõ ngay lập tức. Thế nhưng đừng sốt ruột, những điều tốt đẹp vẫn đang chờ bạn ở tương lai. Hơn nữa, nguyện lệnh lâm dưỡng cho thấy, nếu bạn cần cù, chăm chỉ làm việc thì ắt nhận được sự chú ý và ưu ái của cấp trên. Hãy dũng cảm nhận những nhiệm vụ khó, sẵn sàng làm những công việc bị nhiều người trốn tránh, bởi đó chính là cơ hội để tuổi Nhâm Tuất ghi điểm trong mắt người khác, đồng thời chứng minh được thực lực của mình. Xét về phương diện tài lộc. Phương diện tài lộc tháng này của tuổi Nhâm Tuất rơi vào cảnh dậm chân tại chỗ. Cục diện tương hại khiến cho mọi kế hoạch của bạn khó có thể phát triển như dự kiến. Thậm chí có người phải sức đầu mẻ trán đối diện với sự cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ. Thời điểm này, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, khiến cho chuyện làm ăn kinh doanh lên liên tiếp gặp phải biến cố. Nếu không bình tĩnh xử lý và tỉnh táo trong việc đưa ra các quyết định, thì rất dễ rơi vào bẫy, gây hao tài tốn của, thậm chí trắng tay. Việc hợp tác, đầu tư cần được suy tính thật cẩn thận trong thời điểm này. Đừng vì tham cái lợi trước mắt mà nghe theo lời dụ dỗ, rủ rê. Đặc biệt, bản mệnh cần hạn chế hùn vốn làm ăn với bạn bè hoặc người thân thiết để tránh những tranh chấp về sau, vừa ảnh hưởng đến tình cảm, vừa ảnh hưởng đến vấn đề tiền bạc. Ngoài ra, con giáp này hãy cố gắng giữ quan hệ hòa hảo với mọi người, hạn chế các phần tranh chấp tới mức thấp nhất. Dù muốn làm giàu nhanh đến mấy cũng đừng nghĩ đến việc hãm hại chiếm công của người khác. Nếu bạn làm việc xấu thì dễ vướng vào thị phi, làm xấu hình ảnh của bản thân, thậm chí dính líu tới pháp luật. Dù là người làm công ăn lương hay người làm chủ, làm nghề tự do, hãy chăm chỉ, chịu khó và tập trung làm tốt các nhiệm vụ còn đang dang dở của mình. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, chỉ cần bản mệnh làm cho tốt những công việc này là không lo thiếu thốn, vẫn có đủ đồng ra đồng vào để chi tiêu cho cuộc sống. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Trái ngược với những biến cố không ngừng ập đến trong sự nghiệp và tài lộc, thì đường tình duyên của tuổi Nhâm Tuất trong tháng 8 âm lịch lại có điểm sáng. Nhất là với những người độc thân, sao Bách Diệt chủ đào hoa xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ được gặp gỡ nhiều đối tượng triển vọng trong tháng này. Người đó có thể do bạn bè, người thân giới thiệu hoặc do bạn tình cờ gặp gỡ trong các buổi giao lưu, tụ tập. Nếu có thiện cảm với đối phương, bản mệnh nên nhanh chóng làm quen để giữ quan hệ. Hai người có nhiều cơ hội để tiến xa hơn trong tương lai. Ngược lại, nếu đối phương là người có thiện cảm với bạn trước, thì con giáp này cũng nên cho người đó một cơ hội trò chuyện nhiều hơn để đôi bên nhận ra được ưu điểm của nhau, từ đó tiến tới một mối quan hệ ổn định. Với những người lập gia đình, đào hoa xuất hiện lại không phải là dấu hiệu cát lành. Thời điểm này bạn được nhiều người khác giới quan tâm để ý, song điều đó lại khiến nửa kia cảm thấy nghi ngờ, ghen tuông. Hãy luôn nhắc nhở bản thân giữ khoảng cách thích hợp với người khác, đừng để nảy sinh những lời đồn đoán không hay. Đồng thời, bạn cũng phải chú ý giữ mình, đừng vì một phút ham vui mà tự tay đánh mất hạnh phúc mình đã tốn công gây dựng suốt bấy lâu nay. Xét về phương diện sức khỏe. Tháng này cơ bản là tuổi Nhâm Tuất duy trì được tình trạng sức khỏe ổn định, dù phải đối diện với nhiều vấn đề căng thẳng, song nhờ cơ thể khỏe mạnh mà bạn có sức lực để cố gắng vươn lên. Tuy nhiên, khuyên con giáp này hãy sắp xếp thời gian rảnh để nghỉ ngơi và xả stress, bởi nếu cứ cố gắng liên tục trong khoảng thời gian dài thì bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi đấy. Nếu cảm thấy có điều gì bất mãn, bạn nên tìm người thân thiết và đáng tin cậy để chia sẻ. Như vậy bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thậm chí đối phương có thể giúp bạn có góc nhìn khác về sự việc. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng này đủ loại khó khăn trong sự nghiệp đổ lên đầu tuổi Nhâm Tuất, khiến bạn thường cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là hoang mang trong việc xác định hướng đi của mình.
Dưới tác động xấu của cục diện nguyệt lệnh lâm mộ, bạn khó có thể tìm ra điểm sáng trong khoảng thời gian này. Bản mệnh thường xuyên nhầm lẫn, mắc các lỗi sai cơ bản trong cả những công việc tưởng chừng như đã quá quen thuộc. Những lúc thế này, bạn nên nghiêm túc kiểm điểm bản thân chứ đừng chỉ nên than thân, trách phận hoặc tìm cách đổ lỗi cho người khác. Con giáp này cần phải nhận thấy rằng, chỉ khi dũng cảm đối diện với lỗi lầm của mình, bạn mới dần tìm ra phương hướng để sửa chữa, giúp bản thân mình tiến bộ hơn. Chớ nên chối bỏ trách nhiệm khiến bản thân ngày càng thụt lùi. Công việc dậm chân chỗ tạo điều kiện cho người khác vượt qua. Một số người có cách cư xử không phù hợp trong công việc cũng khiến các mối quan hệ bị liên lụy. Dù đang giữ vị trí gì đi nữa, tuổi Nhâm Tuất cũng cần hòa nhã, khiêm tốn hơn với mọi người xung quanh. Nếu là nhân viên mà quá kiêu ngạo, bạn sẽ khiến đồng nghiệp cấp trên chướng mắt. Nếu là lãnh đạo mà quá độc đoán, bạn sẽ gây ra sự ức chế cho nhân viên, khiến chất lượng công việc của cả tập thể bị giảm sút. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải dè chừng tác động của hai hung tinh là Thái Tuế và Âm Sát. Kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh bạn khiến công việc vốn đã trắc trở lại càng gặp phải nhiều rắc rối hơn. Tháng này, tuổi Nhâm Tuất được khuyên tốt nhất nên tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, chớ dội tin theo người này người khác. Khi đã lập ra kế hoạch thì cần bám sát để thực hiện, chớ nên đưa ra những suy nghĩ ảo tưởng, thiếu tính thực tế. Xét về phương diện tài lộc, tháng 9 âm lịch này, nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy con đường tài lộc của tuổi Nhâm Tuất sẽ khó phát triển theo chiều hướng mà bạn mong muốn. Bản mệnh cần phải tự nhắc nhở mình không được bỏ cuộc giữa chừng, nếu không công sức bấy lâu nay của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Vì thế, nếu muốn giữ vững được số tiền trong túi không rơi vào tình cảnh hao tài tốn của, thì con giáp này nên giữ cho mình thật lý trí, không dội tin theo lời rủ rê, lôi kéo của người ngoài. Bạn đừng nên mơ mộng, tin tưởng vào việc không có làm mà vẫn có ăn. Muốn làm giàu bền vững, bạn cần dựa vào chính công sức lao động của mình. Với người làm đầu tư, kinh doanh, con giáp này chớ nên vội vã mở rộng các mối quan hệ hợp tác làm ăn của mình. Thời điểm hiện tại, bạn ít gặp được đối tác đáng tin cậy, mà đa số là những kẻ tiểu nhân muốn lợi dụng sơ hở để kiếm tiền của bạn, làm giàu cho bản thân mình nhất. Hãy giữ mối quan hệ dĩ hòa vi quý với mọi người, duy trì tốt những mối quan hệ mình hiện có, đồng thời giữ khoảng cách với những người mình không thực sự hiểu rõ. Hãy cố gắng hoàn thành những công việc mình đã lên kế hoạch từ trước, không phải vội vàng chạy theo bước chân của bất cứ ai khác. Với người làm công ăn lương, âm sát cũng cảnh báo bản mệnh nên hết sức cẩn thận khi làm việc, bởi xung quanh bạn không thiếu những kẻ tiểu nhân đang tìm cách ngáng trở. Chỉ cần tuổi Nhâm Tuất bất cẩn một chút thôi là sẽ để xảy ra lỗi lầm, bị cấp trên khiển trách hoặc phải dùng tiền của mình để khắc phục sửa chữa. Tháng này nhiều rắc rối xảy đến, nên bạn khó có thể đạt được thành tích cao, khó có cơ hội tăng lương, thưởng nóng. Vì thế, bạn hãy cố gắng làm tốt công việc được phân công, hạn chế gây xích mích với bạn bè, đồng nghiệp. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, chuyện tình duyên của tuổi Nhâm Tuất tháng này cũng không có dấu hiệu khởi sắc. Cho dù bạn đã tìm được nửa kia hay còn độc thân đi chăng nữa, muốn thay đổi tình trạng này thì trước hết bản mệnh phải thay đổi từ chính bản thân mình. Chớ nên tìm cách đổ lỗi cho người khác, nhất là khi đối phương còn là người thân thiết nhất với mình. Với người độc thân, có vẻ như những rắc rối trong cuộc sống đã khiến bạn tốn quá nhiều thời gian và sức lực để giải quyết. Bạn chẳng còn hào hứng nói chuyện với bất cứ ai, chứ đừng nói đến chuyện mở rộng quan hệ tìm kiếm người có thiện cảm với mình. Thời điểm này, bạn chỉ mong mình có thể giải quyết được mọi rắc rối là đã may mắn lắm rồi. Con giáp này cũng không nên tự đặt ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia tương lai của mình. Bản mệnh nên hiểu rằng, trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo hoặc hoàn toàn phù hợp với mình. Đừng mãi chạy theo những điều phù phiếm, hãy dành cơ hội cho những người chân thành biết bao dung và sẵn sàng thay đổi để hòa hợp với mình. Với người đã lập gia đình, hai người khó có thể duy trì được bầu không khí yên ổn. Khi quan hệ vợ chồng không được như ý muốn, bạn cần phải tự kiểm điểm bản thân nhiều hơn trước khi oán trách người khác. Đặc biệt là nửa kia của mình, bạn và người ấy thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống. Khi tranh cãi nổ ra, hai người đều cần phải tự nhắc bản thân mình giữ bình tĩnh. Khi tình hình trở nên quá căng thẳng thì nên dừng lại đúng lúc, đợi đến khi cả hai đã ổn định cảm xúc thì hẳn tiếp tục thảo luận. Xét về phương diện sức khỏe, tháng 9 âm lịch này, tình hình sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất có dấu hiệu suy giảm. Một trong những nguyên nhân chính là công việc căng thẳng, phức tạp mang lại bạn. Thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, u mê, khó có thể đưa ra những quyết định sáng suốt.
những rắc rối liên tiếp xảy ra cho thấy quyết định của bản mệnh là thiếu chính xác, khiến bạn càng cảm thấy căng thẳng hơn. Tốt nhất bạn nên tìm cách thích hợp để giải tỏa áp lực cho mình, như vận động hoặc tâm sự với những người đáng tin cậy. Thái tuế hung tinh xuất hiện cảnh báo những tai họa bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi xuất hành đi xa. Vì thế con giáp này nhớ luôn giữ đầu óc tỉnh táo trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông, luôn đem theo những loại thuốc cần thiết để không bị động trước những tình huống sức khỏe bất ngờ. Hãy giữ cho mình một lối sống khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức hoặc ăn uống quá nhiều đồ ăn không có lợi cho sức khỏe. Chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, bạn mới có sức lực và đủ minh mẫn để làm việc, gặt hái thành công như mong muốn. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, công việc của tuổi Nhâm Tuất trong tháng 10 âm lịch này nhìn chung vẫn có những chuyển biến khá tích cực. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra khá chậm, đòi hỏi bản mệnh phải thật sự kiên nhẫn và bền bỉ, nóng vội càng dễ hỏng việc. Nguyệt lệnh lâm đất dưỡng mang tới cho con giáp này những cơ hội để phát huy năng lực, dành về những điều mình luôn mong ước. Lại có cả Thái Dương các tinh nhập mệnh, bạn có thể sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối, bản mệnh tìm lại được sự hứng khởi trong công việc. Nhiệt tình, xông xáo, thời gian này, bạn khá xông xáo nên dễ đưa ra những quyết định táo bạo, có lợi cho con đường sự nghiệp sau này. Nhìn chung, bạn hầu như không ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng bận rộn, chạy đôn chạy đáo để lo công chuyện. Những cố gắng và nỗ lực của bản mệnh rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Khi có không ít cơ hội phát triển dành cho bạn, khả năng thăng tiến cũng theo đó mà tăng dần lên, không lo mắc phải những sai sót không đáng có. Quý nhân của bạn có thể chính là cấp trên, đồng nghiệp ở nơi làm việc, những người hiểu và công nhận năng lực của con giáp này. Nhờ vậy, bạn được trọng dụng và trao cho những trọng trách quan trọng. Cơ hội đến cũng kèm theo không ít thách thức và cả áp lực, nhưng đừng quá lo lắng. Nếu biết tận dụng và vượt qua được, bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Thời điểm này, tuổi Nhâm Tuất nên tự dựa vào sức mình, đừng trông chờ hay dựa dẫm vào bất cứ ai. Bởi chẳng ai biết bạn cần làm gì để đạt được mục tiêu mình mong muốn hơn chính bản thân bạn. Sự chủ động sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên. Đừng sợ mình không làm được, chỉ cần bạn muốn thì có rất nhiều cách. Đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp từ những người đi trước giàu kinh nghiệm. Xét về phương diện tài lộc, tháng này công việc tiến triển thuận lợi, song đường tài lộc của tuổi Nhâm Tuất có thể không được lý tưởng như bạn mong đợi. Bản mệnh ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc, tài lộc bị kìm kẹp, buôn bán kinh doanh tương đối khó khăn hoặc trở ngại nhất định, cũng do đụng độ hung tinh kiếp tài. Tiền lúc có lúc không, lúc được thì được khá nhiều, nhưng mất thì cũng dễ trắng tay. Thu nhập từ công việc chính của bản mệnh vẫn khá ổn, nhưng cũng bởi con giáp này có nhiều tham vọng, muốn kiếm được nhiều hơn nên có đôi khi bạn chấp nhận mạo hiểm. Song trong một tháng tài khí giảm sút như này sẽ không có lợi cho làm ăn lớn. Nếu tuổi Nhâm Tuất đang nắm giữ trong tay các hạng mục đầu tư, kinh doanh mạo hiểm thì bạn càng nên thận trọng, đừng bao giờ giữ suy nghĩ cố đấm ăn xôi. Bởi khi không có tài tinh chiếu mệnh thì có muốn gặp may về tiền bạc cũng khó, càng đầu tư kinh doanh nhiều thì càng dễ thua lỗ nhiều. Nếu bản mệnh cứ cố chấp tiến hành sẽ rất dễ gặp vấn đề thất thoát, không thì cũng trục trặc về giấy tờ pháp lý. Hơn nữa, con giáp này hầu như không có người giúp đỡ, nên mọi việc đều phải tự thân vận động, các nguồn thu phụ trong tháng cũng bị sụt giảm. Có ôm đồm nhiều việc thì hiệu quả cũng không cao, trong khi áp lực tinh thần ngày càng nặng nề. Ngoài ra, điềm báo tử vi cũng cho thấy tuổi Nhâm Tuất dễ làm rơi tiền mất của. Không cẩn thận nên có thể bị lừa gạt hay trộm cắp lúc nào cũng chẳng hề hay biết. Cần để tâm hơn đến tài sản, tiền bạc của mình nếu không muốn mất tiền oan. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, bước sang tháng 10 âm lịch này, nhờ có thiên diêu trợ nhân duyên, phương diện tình cảm của tuổi Nhâm Tuất có khá nhiều điểm sáng. Tháng này nhân duyên tốt đẹp cũng giúp người độc thân sớm tìm thấy đối tượng ưng ý. Bạn cảm thấy may mắn và thỏa mãn với các mối quan hệ hiện tại. Vận đào hoa có xu hướng khởi sắc nhưng khá chậm, bản mệnh nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Hãy là chính mình trong mọi tình huống, bạn sẽ sớm tìm được người ưng ý. Một vài người dù đang có nhiều lựa chọn hứa hẹn, nhưng hơn ai hết, con giáp này hiểu được nơi trái tim mình thuộc về và sẽ không bỏ lỡ thời gian để có thể sớm ở bên cạnh người mình yêu. Còn nếu đang trong quá trình tìm hiểu thì bạn cũng xác định được tình cảm của mình, chẳng mấy chốc sẽ nên duyên thành đôi.
Mối quan hệ của người đã lập gia đình không còn mâu thuẫn, tình cảm vợ chồng ngày càng gắn bó sau những sóng gió xảy ra. Trước đó thì con giáp này đã biết quý trọng những gì mình đang có trong tay. Bạn hiểu được rằng người thân là những người duy nhất ở lại bên mình khi có bão tố ập tới. Một số cặp vợ chồng muốn sinh thêm em bé có thể đón tin vui khi đang có sự hỗ trợ từ nguyệt lệnh lâm dưỡng. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này tuổi Nhâm Tuất biết tự chăm sóc cho bản thân mình, không cần người khác phải lo lắng, nhắc nhở, nhờ thế mà sức khỏe của con giáp này khá tốt. Tình trạng thể chất của bạn đang khá ổn định, nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan, hãy duy trì, lập lịch tập thể dục thể thao đều đặn, để cơ thể quen với nhịp độ tập luyện thường xuyên, nhằm cải thiện và tăng cường sức khỏe, bạn cũng nên chú trọng dưỡng sinh theo mùa để thuận ứng tự nhiên. Về chế độ dinh dưỡng, bản mệnh nên ăn uống thanh đạm và đa dạng các loại thực phẩm, thức ăn béo ngậy thường khó tiêu, khó hấp thu và dễ gây cảm giác ngấy chán, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, đầy bụng, chậm tiêu. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất tháng này khó mà có bước tiến khả quan. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy, bạn trở thành người dễ an phận thủ thường, ngại phấn đấu, không muốn phải vất vả, mất công mất sức. Mỗi khi gặp phải bất đồng ý kiến, bản mệnh thường có ý muốn thỏa hiệp chứ không muốn đứng lên bảo vệ quan điểm của mình. Vì thường xuyên xuôi theo ý kiến của người khác, nên bạn thường không được lãnh đạo đánh giá cao. Một vài người thường xuyên lo lắng, bất an về tương lai trước mắt, nhưng lại không có hành động thực tế để vươn lên khẳng định bản thân mình. Bạn dành nhiều thời gian để suy nghĩ dẫn dơ hơn là bắt tay vào làm việc. Nếu cứ tiếp tục giữ tình trạng này, công việc của con giáp này sẽ mãi dậm chân tại chỗ, bạn cũng khó có thể tiến bộ được. Ngoài ra, tuổi Nhâm Tuất cần trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Nếu cảm thấy bối rối trước những sự lựa chọn, bạn cũng có thể nhờ người khác phân tích rồi dần dần xác định được hướng đi cho mình. Trên thực tế thì tháng này bạn không phải không có cơ hội để vươn lên. Dịch mã cho thấy, nếu như bản mệnh luôn nhắc nhở mình cố gắng sẵn sàng tham gia vào các buổi học tập, thảo luận, sẵn sàng đi những chuyến công tác xa thì bạn sẽ học được những điều đáng quý. Sự nỗ lực của bạn ắt được cấp trên ghi nhận và dành cho nhiều cơ hội để phát triển hơn. Xét về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của tuổi Nhâm Tuất trong tháng 11 âm lịch này chủ yếu vẫn dậm chân tại chỗ. Bạn không có ý chí phấn đấu cũng như không thích cạnh tranh, nên thường nhường cơ hội kiếm tiền vào tay người khác. Nguyệt lệnh lâm suy cho thấy, nếu bản mệnh vẫn giữ tình trạng này, bạn sẽ thua cuộc trước nhiều đối thủ cạnh tranh, khiến tiền bạc tổn thất. Sự lo lắng, thiếu tự tin, thiếu định hướng khiến bạn thường trần trừ do dự. Khi đứng trước các cơ hội, bạn cần tin tưởng hơn vào khả năng của chính mình. Chỉ khi bắt tay vào làm, con giáp này mới biết khả năng của mình đến đâu. Nếu từ bỏ quá sớm, bạn vừa không kiếm được tiền lại vừa bỏ lỡ thời điểm phát hiện năng lực tiềm ẩn của mình. Thực tế thì bản mệnh cũng không phải chịu tác động quá lớn của hung tinh, nên dù tiền bạc không đổ vào túi ồ ạt thì cũng không đến nỗi bị kẻ xấu lừa gạt, gây tổn hao quá lớn. Nếu bạn quyết tâm hơn trong công việc, dịch mã cho thấy con giáp này vẫn có cơ hội kiếm được đồng ra đồng vào, không phải lo lắng chuyện chi tiêu. Người làm công ăn lương nếu muốn kiếm thêm thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống thì có thể bắt tay vào làm thêm. Tuổi Nhâm Tuất cần sắp xếp thời gian hợp lý để vẫn đảm bảo công việc chính mà vẫn có sức để làm các công việc tay trái. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng này, chuyện tình cảm của tuổi Nhâm Tuất khá ảm đạm khi lứa đôi có dấu hiệu xa cách. Người độc thân thì không mặn mà với chuyện yêu, đương dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy. Bạn thường xuyên lo lắng, phiền muộn vì các vấn đề trong cuộc sống nhưng lại không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Vì vậy, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia dần dần nảy sinh khoảng cách. Thậm chí hành động của con giáp này còn khiến đối phương hiểu lầm, đẩy đôi bên vào nhiều mâu thuẫn rạn nứt. Nếu tin tưởng nửa kia của mình, bạn cần chủ động mở lòng và tâm sự với người ấy nhiều hơn. Dù người ấy không thể có những hành động thực tế để giúp đỡ bạn đi nữa, thì cũng có thể khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi tinh thần nhẹ nhõm, bản mệnh cũng sẽ có những cái nhìn lạc quan hơn về mọi việc. Với những người vẫn còn độc thân, bạn không muốn giữ những mối quan hệ quá thân mật với người khác. Bản mệnh cho rằng mình vẫn có thể sống tốt mà không cần đến sự quan tâm của bất cứ ai. Do đó, bạn thường chọn cách làm ngơ với những tin nhắn quan tâm của người khác, dù không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương đi chăng nữa.
con giáp này cũng không nên có thái độ quá cực đoan khi được ai đó giới thiệu mai mối. Hãy cư xử một cách lịch sự để không làm mất lòng người có ý định tốt với mình. Xét về phương diện sức khỏe, tháng 11 âm lịch này, tuổi Nhâm Tuất không mắc phải bệnh nặng, nhưng do tinh thần thường xuyên bất an, lo lắng nên bạn dễ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không muốn làm bất cứ việc gì. Bạn cần tìm cách thích hợp để giải tỏa những áp lực trong lòng mình. Hãy tâm sự với người khác hoặc ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành nhiều hơn. Bản mệnh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, dần dần tìm ra cách thích hợp để giải quyết khó khăn. Một số người mắc phải bệnh vặt như cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi. Trong khoảng thời gian này cần chú ý hơn đến chuyện ăn mặc, sinh hoạt khi thời tiết thay đổi. Đừng để những căn bệnh vặt vãnh ấy cản bước chân bạn, khiến cho con giáp này không còn muốn tập trung vào nhiệm vụ chính. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tương hình án ngữ tháng này, tuổi Nhâm Tuất được dự báo đương đầu với khá nhiều sóng gió. Người làm văn phòng dường như luôn làm không hết việc, người kinh doanh thì chạy dạy khổ sở bên ngoài. Ở vào thời điểm cận kề năm mới, đáng lẽ mọi việc cần phải được gấp rút hoàn thiện để có thể yên tâm đón Tết, nhưng bản mệnh vẫn phải nhiều phen lao đao. Khi công việc có dấu hiệu trì trệ, tiến độ chậm trễ, lại thêm nguyệt lệnh lâm suy, con giáp này khó có thể thực hiện công việc theo đúng kế hoạch đặt ra ban đầu. Mọi việc dần đi chệch khỏi tầm kiểm soát của tuổi Nhâm Tuất, trạng thái tinh thần của bạn cũng trở nên sốt ruột, căng thẳng. Một khi tư tưởng rơi vào bế tắc, con giáp này cũng ngày càng thiếu tin tưởng vào bản thân, chẳng còn tâm trí để tập trung vào công việc, đáng lẽ phải tìm cách khắc phục khó khăn để chuyển nguy thành an, thì bạn lại có dấu hiệu bỏ bê, chán trường. Điều này tạo thành một dòng luẩn quẩn, việc dồn việc, rắc rối trồng chất, tinh thần càng thêm chán trường. Chẳng những vậy, bạn có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tình huống khó khăn đến từ đồng nghiệp và cấp trên, khi các ý kiến đưa ra thường vấp phải sự phản đối hoặc nghi ngờ của tập thể. Bởi sự tự tin, kiêu ngạo từ những công việc trước khiến cho bản mệnh mất điểm với những người xung quanh. Cũng có những thời điểm tuổi Nhâm Tuất quá dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đã có, mãi ngủ quên trên chiến thắng mà bạn đã lơ là nhiệm vụ. Tinh thần chiến đấu bị phủ bụi, những điều này chủ yếu xuất hiện ở những người làm công ăn lương, quan chức, làm văn phòng. Dù vậy, đây cũng không phải thời điểm thích hợp để nhảy việc. Thời điểm cuối năm, bạn nên hài lòng với những thứ ở hiện tại, kẻo gây hao hụt tiền bạc và mất uy tín. Lưu ý tháng này có sự xuất hiện của sao Thái Mờ, mang theo vận quý nhân là nữ giới khá dượng. Nếu cần tới sự trợ giúp từ ai đó, tuổi Nhâm Tuất hãy nhờ một vài người bạn hay đồng nghiệp là nữ của mình. Họ sẽ hỗ trợ bạn rất tốt trên con đường công danh, sự nghiệp, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xét về phương diện tài lộc, tháng 12 âm lịch này dự báo tình hình tài chính của tuổi Nhâm Tuất chưa có sự khởi sắc. Mặc dù có Thái Mời chủ điền sản đất đai chiếu mệnh, nhưng tài vận chịu tác động mạnh mẽ từ tương hình cục và nguyệt lệnh lâm suy, nên có thời điểm giảm sút đáng kể. Với người làm văn phòng, dù vẫn có những khoản thu đều đặn từ lương cứng, nhưng những việc làm thêm, buôn bán theo kế hoạch cải thiện thu nhập của bạn lại không đem về lợi nhuận như mong muốn. Có lẽ con giáp này chỉ có thể trông chờ vào khoản thưởng Tết cuối tháng, khi đó tài chính mới có sự cải thiện. Vấn đề duy nhất bạn phải quan tâm là cần cân đối thu chi hơn, do là tháng cận Tết nên các chi phí phát sinh cũng không ít. Vì thế, nếu không có kế hoạch tài chính tốt thì bản mệnh cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu mà thôi. Với người làm kinh doanh, việc đầu tư nên tính đường dài, tránh việc thấy cái lửa trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay. Nhất là khi vận khí tháng này có dấu hiệu sa sút khá mạnh, những thương vụ mạo hiểm nên được hạn chế, càng hứa hẹn lời lãi cao lại càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tháng này, tuổi Nhâm Tuất cũng nên đề phòng đối thủ cạnh tranh, dùng những thủ đoạn để cướp công đoạn sức của bạn, tốt nhất trong thời điểm này. Bạn đừng vội khởi sự, năm hết Tết đến hãy tạm gác các kế hoạch, đợi ra Tết hẳn tính toán cẩn thận hơn để nắm chắc phần thắng trong tay. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, trái ngược với những điều kém may mắn trong công việc và tài lộc, phương diện tình duyên của tuổi Nhâm Tuất lại thăng hoa mạnh mẽ trong tháng 12 âm lịch này. Nhờ có thái âm chiếu mệnh, vận đào hoa của con giáp này tăng lên, mở ra nhiều cơ hội tình cảm cho cả người đã có gia đình lẫn người độc thân. Đặc biệt là với người độc thân, nếu biết nắm chắc cơ hội thì không khó để bạn tìm được mối nhân duyên tiền định của mình. Bản mệnh nên nhân cơ hội này để mở trái tim mình,
đón tình yêu bằng cách tự tin hơn về sức hút từ con người tự nhiên của mình. Đừng cố bắt chước hay tỏ ra giống ai đó, bởi đấy sẽ không còn là bạn nữa. Hãy cứ là chính mình trong mọi hoàn cảnh, từ thân bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự. Với những người đã lập gia đình, tình cảm chẳng những không có dấu hiệu phai nhạt mà còn ngày càng nồng ấm hơn ở những ngày cận kề Tết Nguyên Đán này. Công việc của cả hai tuy đều bận rộn, nhưng dù vậy vợ chồng bạn đều biết dành thời gian cho nhau, nên không có mâu thuẫn gì quá lớn. Tình cảm thăng hoa và êm ấm cũng tạo động lực để tuổi Nhâm Tuất quyết tâm vượt qua nghịch cảnh. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này có nguyệt lệnh lâm suy, không chỉ công danh tài lộc bị ảnh hưởng, mà phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất cũng có dấu hiệu sa sút, sức lực hư hao, thể trạng uể oải sẽ làm giảm hiệu suất hàng ngày. Khi cơ thể mỏi mệt, đầu óc sẽ thiếu minh mẫn, dễ dẫn tới hành sự sai lầm, gây tổn thương tinh thần cho người khác, đồng thời cũng khiến bản thân bạn vướng vào rắc rối. May mắn là các triệu chứng này chỉ là tạm thời sẽ nhanh chóng biến mất. Nếu tuổi Nhâm Tuất duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và luyện tập thể thao hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng nên học cách suy nghĩ tích cực, chia sẻ với người thân để giải tỏa áp lực. Nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, vì sao Phật dạy nhân quả báo ứng xưa nay vốn không chừa một ai? Nhắc đến luật nhân quả, nhiều người sẽ cho rằng đây là một khái niệm mê tín. Có người cho rằng nhân quả là khái niệm mơ hồ, không có thật của Phật giáo. Trong mắt những người vô thần, nhân quả báo ứng chỉ là điều diễn dông. Nhưng rất nhiều câu chuyện có thật đã chỉ ra rằng điều tưởng như mê tín ấy lại đang hiện hữu từng phút, từng giờ, ngay bên cạnh người ta. Cho nên nhân quả báo ứng là có thật. Khái niệm nhân quả nghĩa là nghiệp nhân quả báo. Nhân tức là nguyên nhân hay nhân duyên, quả là kết quả hay quả báo. Mọi việc trên thế gian đều tồn tại nhân quả, tiền nhân hậu quả. Nhân quả không do bất cứ người nào, đấng thần linh nào quy định hay chế tạo ra, mà là một quy luật tồn tại khách quan, âm thầm, lặng lẽ, nhưng luôn đúng đắn, chính xác, hiệu quả vô cùng. Đừng nghĩ rằng những việc mình đã làm không có ai chứng kiến thì thần không biết, quỷ không hay. Thực ra mỗi một việc mà bạn làm sẽ trở thành phúc báo sau này cho bạn. Mỗi việc ác mà bạn làm sẽ trở thành quả báo, nghiệp báo mà bạn phải gánh vác trong tương lai. Nhân quả không chừa một ai, chẳng người nào có thể tránh được nhân quả báo ứng. Mỗi một hành động của con người cuối cùng đều sẽ gieo nhân nào gặp quả nấy. Trong kinh Phật có nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Tại sao vậy? Nhờ đã giác ngộ thông suốt được lý nhân quả trong ba đời, nên Bồ Tát chỉ sợ nhân mà không sợ quả. Chúng sanh là loại hữu tình, có sinh có tử, còn vô minh nên đi mãi trong dòng luân hồi vì chưa giác ngộ, còn mê mờ, không thông lý nhân quả, nên chúng sinh chỉ sợ quả mà không sợ nhân. Bồ Tát là người giác ngộ, là người đã thấy tận cái gốc của sự khổ đau và an lạc, cho nên sẽ không tự làm khổ mình, không tạo ác niệm, cũng không lo gặp phải ác báo. Còn chúng sanh lại coi thường nhân quả, lòng tràn đầy ba cái xấu xa, tham sân si, nói lời khẩu nghiệp, để rồi đến khi quả báo xảy tới có hối hận cũng muộn rồi. Nhiều người làm việc ác bất chấp thủ đoạn là do không tin vào nhân quả báo ứng. Chỉ người biết sợ nhân quả, hiểu rằng nhân quả không chừa một ai, thì mới có thể tích phúc tích đức, vinh hoa phú quý cả đời. Không phải một cách ngẫu nhiên mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại dạy về luật nhân quả trong hầu hết các kinh điển. Mỗi lời dạy của Ngài đều hàm chứa vô số ý nghĩa, song cũng không quai mục, làm cho tất cả chúng sinh đều nhận ra được mối quan hệ giữa nhân duyên đời trước và quả báo đời sau của mình. Bởi một khi đã nhận hiểu được mối quan hệ đó, thì dù chúng ta làm việc gì, nói lời gì, cũng đều sẽ phải nghĩ đến các kết quả tốt hay xấu mà nó mang lại. Như vậy, sẽ tuyệt đối không có sự làm liều, nói ẩu, để rồi phải chịu hậu quả đau khổ trong hiện tại và tương lai. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm tháng cuối năm 2024. Chương trình xin được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.